Binance, tóm gọn Binance mới ra đẩy cái tài sản của người ta ra xã hội. Đây là những cái đồng người ta có tới 323 tỷ đô la của cái đồng này, ok, 16 tỷ đô la với USDT, 7 tỷ đô la với BTC. Đây là cái tài sản của Binance nha. Ok, và tổng cộng đâu là 70 tỷ đô la đang nằm trên cái nền tảng Binance. Ok, Binance. Ok, thì nó chứng tỏ là đây nè, nó đang nằm trong những cái ví lạnh nè. Tao ok, chúng tôi không có dùng tiền tài sản của bạn để giao dịch hay là đánh lệnh cao thấp hay là một cái gì hết. Ok, thì đây là một cái sự chứng tỏ Binance đã phất cờ dẫn đầu. Kinh tế của Mỹ thì càng ngày càng sập, thì rõ ràng bạn cũng đã biết rồi, và nó sẽ sập. Mà cái mùa đông này nó sẽ tới, gọi là cái một trong những cái mùa đông mà nó kéo dài nhất nha. Bất động sản đang sập, ok. Người dân thất nghiệp thì chuẩn bị còn ghê gớm nữa. Những cái thống kê người ta đẩy ra thì để chủ yếu là vẽ ra một cái bức tranh, là gọi là bức tranh đẹp cho bạn thôi, bởi vì trùng hợp với ngay bây giờ đang có bầu cử nha. Okay. Và cũng giống như lạm phát vừa rồi 7.7 giờ đó, mình tin tưởng là cái đó là những con số sai hết, bởi vì nó dùng những cái dụng cụ đo đo lường lạm phát hay là những cái gì đó, là nó dùng những cái dụng cụ xưa rồi, và nó gọi là lacking, có nghĩa là nó những cái gì mà 7.7 vừa ra vừa rồi tháng 10 đúng không? Tháng 10 đúng không? Thì cái đó là gọi là cái đó là đo lường trước đó rồi, trễ rồi. Ok, nó không chính xác. Ok. Và đây Amazon chuẩn bị cho nghỉ tới 10.000 người nữa. 10.000 công nhân nữa. Bất cứ cái ok, ngay bây giờ rõ ràng bạn biết rồi, những cái công ty liên quan với tiền điện tử thì đang lay off những cái công ty mà gọi là tech á, cái technology á, công nghệ ấy, cũng lay off. Meta mới lay off. Ok. Ở đâu cũng lay off hết đó. Mà tại sao, sao thống kê ra ra nói á, là hồi đó đến giờ bây giờ là cái người mà bị thất nghiệp là ít nhất. Không có đâu. Nó dùng thơ nó nói là bây giờ là nguyên cái bầu trời nó màu xanh đi, nhưng mà có một đó đám mây có chút xíu bên kia màu đỏ à. Thì nó nói bây giờ nó chụp cái hình cái đám mây thôi, nguyên cái bầu trời màu xanh mà chỉ có chút xíu màu đỏ bên một cái góc à, thì nó sẽ zoom vô, nó chụp cái màu đỏ, và nó nói cái bầu trời hôm nay là màu đỏ. Nó vẽ lên một cái câu chuyện thích, nó phù hợp với những gì nó suy nghĩ, phù hợp với cái chương trình nó đang đi, đơn giản là vậy thôi. Ok, 10.000 người chuẩn bị đi nha, 10.000 người. Ok, và Amazon là đã rõ ràng rồi, nó làm số lượng con người á mua sắm ở trên Amazon rất nhiều phần trăm, rất rất nhiều. Người ta toàn lên mạng dùng điện thoại iPhone, ứng 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 cái là ngày mai hàng đã tới nhà. Ok, và nếu mà Amazon lay up 10.000 người vậy đó là nó